Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi chính là trách nhiệm và là vinh dự của mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Xác định được trách nhiệm đó, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Công an tỉnh Kon Tum mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân vui xuân, đón Tết vui vẻ, an toàn. Phóng sự sau phản ánh kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Qua hơn 2 tháng tổ chức ra quân với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện từ các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nhằm kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đẩy mạnh công tác điều tra, khám phá các vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời chỉ đạo thành lập tổ tuần tra liên lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và cảnh sát cơ động có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về các loại tội phạm trên tuyến giao thông như cướp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép. Qua đó phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Kon Tum và những khu vực lân cận. Để phòng cảnh sát giao thông đã triển khai cái kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thì chúng tôi đã đề ra cái kế hoạch cụ thể để triển khai cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Cán bộ chiến sĩ bám sát tuyến địa bàn đã được phân công, trong quá trình tuần tra kiểm soát thì tập trung xử lý các cái chuyên đề vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì nâng cao tinh thần cảnh giác cùng với kết hợp với công tác nắm tình hình để chủ động phát hiện các cái trường hợp vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông là phải thực hiện nghiêm cái chuyên đề về xử lý nồng độ cồn, xử lý về vi phạm về tốc độ thường xuyên liên tục trong suốt thời gian diễn ra cao điểm. Với sự tuần tra kiểm soát thường xuyên liên tục trên các cung đường trọng điểm, qua hơn 2 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, tổ công tác tuần tra liên lực lượng và lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện xử lý gần 2.500 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý về các lỗi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia, nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, lạng lách, đánh võng, rú ga liên tục trong khu dân cư, đua xe trái phép. Đặc biệt, một số trường hợp vi phạm sau khi bị phát hiện bắt giữ, bất hợp tác, manh động, bỏ chạy, dùng hung khí chống đối lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn trong quá trình bắt giữ và xử lý. Đồng thời, đã phát hiện ngăn chặn nhiều trường hợp xe ô tô, xe máy tàng trữ vũ khí nóng, lái xe dương tính với chất ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian thực hiện cao điểm vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã bố trí khoảng hơn 2.600 ca với khoảng hơn 8.700 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì qua đó đã phát hiện hơn 5.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.200 phương tiện, giấy tờ các loại với số tiền khoảng hơn 5 tỷ đồng. Trong đó thì đã xử lý các cái chuyên đề như chuyên đề nồng độ cồn là 1.157 trường hợp, 9 trường hợp về ma túy, 1.556 trường hợp về tốc độ. Ngoài ra thì trong cái công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện 9 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt là một vụ việc phát hiện một đối tượng tàng trữ súng. Trong 7 ngày Tết Nguyên đán thì lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện chỉ đạo trực 100% quân số, nên là làm không nghỉ, làm xuyên Tết, xuyên đêm để thực hiện các chuyên đề. Trong đó là đặc biệt là xử lý cái chuyên đề về nồng độ cồn, để từ đó tạo ra cái thói quen văn hóa khi tham gia giao thông đối với người dân là đã uống rượu bia không lái xe. Trong cái đợt cao điểm đông quân trấn áp tội phạm này thì công an tỉnh cũng đã thành lập một lực lượng liên ngành gồm phòng cảnh sát giao thông,
phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội. Trong đó thì xác định được những cái tuyến địa bàn trọng điểm để tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát, làm sao khép kín địa bàn với mục tiêu là xuyên đêm xuyên Tết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần để người dân khi tham gia giao thông được an toàn, yên tâm, thấy bình yên trên một cung đường. Trong cái đợt cao điểm này thì ngoài cái nhiệm vụ và xác định xử lý những cái lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn thì lực lượng tuần tra cũng đã tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố và đặc biệt là xử lý những cái đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện như là nẹt bô, tụ tập, rồi lạng lách đánh võng, gây rối trật tự trên các tuyến phố. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng của công an tỉnh tổ chức đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, gọi hỏi răn đe các đối tượng hoạt động theo phương thức bảo kê các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cho vay lãi nặng, các đối tượng hình sự, đấu tranh xử lý nghiêm đối với các cơ sở cho vay lãi nặng, phát hiện hàng chục vụ vi phạm về trật tự xã hội, ma túy, tội phạm loại trộm cắp, cướp giật, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải cứu thành công 7 nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar. Điển hình vào tháng 12 năm 2023, sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về việc con trai mình làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh bị một số đối tượng lừa bán sang Myanmar. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với tổ chức phi chính phủ lên phương án giải cứu nạn nhân. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh tiến hành giải cứu thành công nạn nhân cùng 6 nạn nhân khác là công dân của Việt Nam đưa về nước an toàn. Năm nay, các đồng chí làm tương đối là tốt, có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp, các ngành. Thế còn người dân năm nay là cũng không thấy say xỉn, cũng không thấy đánh lộn, cũng không thấy tụ họp cờ bạc gì cả. Năm nay pháo cũng rất là ít, mà chủ yếu là dùng pháo hoa thôi. Tết Nguyên đán là dịp để mỗi người, mỗi gia đình được đoàn viên, sum họp trong yên vui, đầm ấm. Song để có được sự bình yên ấy, mỗi cán bộ chiến sĩ công an lại hy sinh hạnh phúc của riêng mình để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Với những nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Kon Tum, qua hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh luôn luôn được giữ vững. Phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và số đối tượng. Người tham gia giao thông đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Để đạt được những kết quả này, có một phần đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Kon Tum trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.